Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu sang một cái loại mạch mà mình gọi là phản hồi âm. Cái khái niệm phản hồi âm chúng ta đã làm quen ở phía cái phần bài số 2 ấy. Nhưng ở cái bài số 3 này chúng ta sẽ xem xét cái khái niệm phản hồi âm này ở một cái cách nó tổng quát hơn một chút. Này tiếng Anh nó gọi là negative feedback. Đấy. Mình dịch sang là phản hồi âm. Cái từ negative là âm, còn feedback là cái sự phản hồi ngược lại. Đấy. Thì trong cái điều khiển á, thì cái phản hồi âm là một trong những cái khái niệm rất là quan trọng. Và ngoài cái phản hồi âm ra thì nó còn có một cái phương pháp phản hồi dương nữa. Nhưng mà chủ yếu thì ta sẽ làm việc với cái phản hồi âm này. Cho nên là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái phản âm này và xem xét nó ở một cái khía cạnh nó khái quát hơn một chút. Thì khi mà mình xem xét một cách khái quát tổng quát hơn á, thì chúng ta thấy là cái sơ đồ nó sẽ viết ở cái dạng như thế này. Cái phần đầu tiên là cái nguồn tín hiệu vào. Sau đó nó có một cái bộ bộ cộng. Và sau bộ cộng này nó sẽ đi vào một cái mạch khuếch đại. Và nó đưa được sang cái phần đầu ra là tải. Nhưng ở đây nó lại có thêm một cái phần phản hồi về. Đấy, chúng ta thấy có một cái tam giác theo cái chiều này. Và có thêm một cái tam giác theo cái chiều ngược lại. Thì nó là tín hiệu nó phản hồi ngược lại. Đấy. Và ở đây nó có ghi cho mình chữ feedback network, tức là một cái mạng phản hồi về. Và cái này là phản hồi về nó bị gọi là phản hồi âm, tức là vào cái chân âm của cái op-amp á, cho nên là tín hiệu nó sẽ bị trừ đi. Thành ra chúng ta thấy nó có cái dấu trừ ở đây. Đây là một cái bộ cộng nhưng mà một số dương cộng một số âm thì thành ra là hình như là một cái dấu trừ thôi. Cả cái x ở đây á, thì ta thấy có xi này, xf này, x epsilon này, x0 này. Những x này á nó thể hiện là các cái tín hiệu. Thì tín hiệu ở đây nó gọi là signal. Signal này có thể là một cái voltage, là một cái điện áp, hoặc một cái current, là một cái dòng điện. Cái tín hiệu x á. Tiếp theo á là ta thấy có những cái mũi tên. Thì mũi tên nó sẽ chỉ cái dòng chảy của tín hiệu. Đây, dòng chảy của cái x này này. Đấy. Có cả cái signal này. Đấy, nó có cái mũi tên đầu tiên đi vào đây. Thì nó ám chỉ là cái tín hiệu nó chạy từ nguồn nguồn đầu vào á, nó vào cái bộ cộng này. Cho nó sẽ cộng với cái tín hiệu phản hồi về. Tại mình là phản hồi âm nên thành ra nó là hình dấu trừ á, là xi sẽ trừ đi xf. Đấy, xi thì nó sẽ trở thành một cái x, nó gọi là x epsilon. X epsilon nó sẽ chạy theo hướng này. Mũi tên nó chỉ theo hướng này thì nó sẽ vào cái bộ khuếch đại. Cái bộ khuếch đại này nó có ghi chữ A epsilon đây. Thì nó có nghĩa là cái hệ số khuếch đại của cái bộ khuếch đại này là A epsilon. Đấy. Sau đó nó đưa ra hướng này. Và có mũi tên sang đây ghi chữ low là sang tải. Đấy. Và đây nó có cái tín hiệu ghi là x0. Đấy, tức là xo á, x out á, x out tức là x đồ ra đấy. Thì ở đây nó lại có một cái đường vòng về. Mũi tên nó chỉ vào cái hình tam giác này, thì nó có nghĩa là cái tín hiệu này được phản hồi về và vào đây có một cái mạch khuếch đại. Cái hình tam giác này nó thể hiện là một cái mạch khuếch đại và hệ số khuếch đại của nó là B. Đấy. Vậy là theo cái chiều này này thì cái mạch khuếch đại phía trên hệ số là A epsilon, thì ở cái chiều dưới ấy, hệ số khuếch đại nó là B. Đấy. Thì cái đầu ra của cái hệ số khuếch đại phản hồi á, nó sẽ thành là cái tín hiệu XF. Đó, XF. Và đưa vào đây. Đấy, vậy để tiếp tục quay vòng lại như thế này. Đấy. Thì một cái mạch mà nó gồm cái nguồn đầu vào thì không nói rồi nhá, cái tải đầu ra thì không nói. Giờ giữa là một cái mạch khuếch đại theo cái chiều từ nguồn sang tải, và một cái mạch khuếch đại theo chiều ngược lại và từ tải sang nguồn, cái vòng ngược về. Đấy, một cái mạch như vậy là một cái hệ thống điều khiển tự động và có cái
cái phản hồi âm, negative feedback ở trong đó. Và ở trong đấy thì thầy đã có hai cái mạch khuếch đại nhé, một mạch là khuếch đại chính của nó và mạch khuếch đại phản hồi về, tương ứng với các hệ số khuếch đại của nó A, epsilon và B. Thế cái đầu đầu ra output signal á chính là cái x0 này này. Đấy. Thì cái x0 này á nó sẽ được tính bằng cái gì? Bằng cái hệ số khuếch đại của cái mạch này là A epsilon nhân với cái tín hiệu đi vào nó. Đúng không? Là x epsilon. Đấy, x0 bằng xo á bằng A epsilon nhân x epsilon. Đấy. Còn cái tín hiệu phản hồi nó gọi là feedback signal. Đấy. Feedback signal là cái tín hiệu phản hồi. Đấy. Tức là nó lại từ đầu khi đấy x0 trở thành đầu vào của cái mạch khuếch đại phía dưới này. Yeah. Và B là hệ số khuếch đại. Đấy. Như vậy ta thấy là lại hệ số khuếch đại nhân là tín hiệu đầu vào của nó là x0. Thì nó sẽ tạo thành cái tín hiệu đầu ra là XF. Đấy. XF là cái ký hiệu của cái F này là ký hiệu của cái từ feed. F là feedback. Còn XO này, O là ký hiệu của từ output này, này. Ở đây nó còn có một cái tín hiệu nữa. Nó gọi là X epsilon. Đấy. Thì X epsilon này nó là sau cái bộ cộng này. Và nó cộng XY với cái tín hiệu phản hồi về. Và tín hiệu phản hồi về nó có dấu âm. Thành ra ta thấy là X epsilon á, nó sẽ bằng cái XY mà trừ đi XF này. Cái tiếng Anh nó dịch là nó gọi là video signal, tức là so với cái xy á, cái x đầu vào này này, thì cái x epsilon này nó bị giảm đi một phần một lượng xf f đấy, thành ra là nó bị giảm đi, nó bị gọi là video signal, tức là tín hiệu bị suy giảm đi. X epsilon bằng xy trừ đi xf. Và ở đây nó có một cái hệ số khuếch đại, nó gọi là closed loop gain, hệ số khuếch đại vòng kín. Thì ta lấy cái XO ở đầu ra chia cho XY đầu vào. Đấy. XO thì chia cho XY. XO thì ta thấy vậy, nó sẽ bằng cái gì? Thay vào đây này thì nó sẽ bằng A epsilon nhân X epsilon. Thì là XO thay vào đây. XY á thì x từ biểu thức này này thì ta thấy xy sẽ bằng x epsilon mà cộng với xf. Đấy. Mà x epsilon thì ta tính như bên này rồi, đúng không? Bằng bằng x0 chia cho a epsilon. Còn xf thì bằng b nhân với x0 thì mình thay vào đây. Theo dưới này thì mình được cái biểu thức này. Là A sẽ bằng A epsilon chia cho 1 cộng với A epsilon nhân B. Đây là cái công thức mà để tính cái hệ số khuếch đại của cái mạch khuếch đại có cái phản hồi âm này. Và ta nhân là bên này với B này. B chia cho B thì ta sẽ được một cái biểu thức A như thế này. A sẽ bằng x0 chia cho xy. XO chia XY, tức là X đầu ra chia X đầu vào. Và bằng 1 trên B nhân với A epsilon B chia cho 1 cộng A epsilon B. Đây. Tách ra hai cái thừa số này. Bây giờ ta sẽ đặt một cái A epsilon này bằng một cái giá trị, một cái ký hiệu khác. Gọi là L. Đấy. Đặt L bằng A epsilon B bằng cái tích này này, tích hai hệ số khuếch đại này này, hệ số khuếch đại của cái đường phía trên và cái hệ số khuếch đại của cái đường phản hồi về ấy, nhân với nhau thì ta đặt cái giá trị đó là L. Cái này nó gọi là loop gain, loop gain hệ số vòng lặp, hệ vòng lặp nhưng mà là gồm tích của hai cái hệ số khuếch đại. Và khi đã thay vào đây thì ta sẽ thấy được cái biểu thức A của ta. A nó sẽ bằng gì? XO chia XY và bằng 1 trên B này. Cái này thay bằng thì nó sẽ L chia cho 1 cộng L. Đấy.
Đây là cái biểu thức để mà tịnh cái hệ số khuếch đại vòng kín A của cái mạch này, cái mạch mà có cái cầu, cái mạch khuếch đại mà có cái phản hồi âm á. Và khi mà L mà tiến tới vô cùng á thì cái biểu thức này nó sẽ tiến tới một này, cho nên cái A nó sẽ tiến tới 1 trên B. Vậy á, ta có một cái A lúc đấy là gọi là A ideal, tức là A lý tưởng. Thì cái hệ số A khuếch đại A lý tưởng này nó sẽ bằng 1 trên B khi mà cái L nó tiến tới vô cùng. Đấy, lim này là cái giới hạn, giới hạn của cái biểu thức A khi cái thừa số L nó tiến tới vô cùng thì nó bằng 1 trên B. Và đây ta thấy có hai cái hệ số khuếch đại. Một nó là hệ số khuếch đại lý tưởng A ideal, và hai là một cái hệ số khuếch đại thực sự của nó, chính xác của nó. Cái này nó gọi là hệ số khuếch đại chính xác. Thì muốn tính cái hệ số khuếch đại chính xác thì ta phải tính bằng công thức này. Ở trên này này. Hoặc công thức chữ này cũng được. Đó, như nhau hết. Đây gọi là hệ số khuếch đại chính xác. Còn nếu muốn nhanh á thì ta lấy cái hệ số khuếch đại lý tưởng. Cái này lý tưởng là bằng 1 trên B. Cái lý tưởng nó chỉ xảy ra khi L tiến tới vô cùng thôi. Nhưng mà trong thực tế thì L này cũng rất là lớn, cho nên là cái A nó cũng gần, rất là gần với cái A lý tưởng. Tuy nhiên nó vẫn có một cái sai lệch nào đó. Đấy, mong muốn là mình sẽ đạt được cái idea này. Đấy. Nhưng mà thực tế thì không có được, bởi vì L nó không tới vô cùng. Đấy, nhưng thực tế nó chỉ được cái A này thôi. Đây là A thực sự của nó. Đấy, nó xảy ra. Thế thì giữa cái A thực tế này và cái A lý tưởng á, nó sẽ có một cái sai khác. Thì sai khác đó nó rất là nhỏ, và ta sẽ tịnh nó bằng cái độ sai số. Đấy. Cái này nó gọi là sai số tương đối. Tức là nếu mà cái hiệu giữa cái A và A ID á, thì nó tạo thành một cái sai số gọi là sai số tuyệt đối. Nhưng khi mình chia cái sai số tuyệt đối đó cho cái A ID thì nó sẽ tạo ra một cái sai số, nó gọi là sai số tương đối, và mình ký hiệu là GE. Đấy, và cái sai số tương đối này đấy, mình thường biểu diễn nó dưới dạng phần trăm. Đấy, ví dụ là 0,1% chẳng hạn. Đấy, thì GE phần trăm thì bằng cái sai số tuyệt đối, tức là A trừ AID chia cho AID. Đấy. Và khi mà mình lắp cái A bằng cái biểu thức này này, bằng 1 trên B nhân với L chia L chia 1 cộng L á, và cái AID bằng 1 trên B á, lắp vào thì mình thấy là cái GE nó sẽ được tính bằng cái công thức là 1 trên 1 cộng L. Đấy. Vậy ta thấy là cái giá trị L ta đặt vào đây á bằng tích của cái hệ số khuếch đại của hai cái mạch này này, mạch đi theo đường chỉnh và đường phản hồi á, là thành L. Thì L này nó được dùng để mà tính cái hệ số khuếch đại của nó này, nó thực sự của nó bằng 1 trên B cộng với nhân với L trên 1 cộng L này. Đồng thời nó cũng được sử dụng để mà tịnh cái sai số đấy của trong cái tịnh như hệ số khuếch đại ấy, thì nó có cái sai số tương đối, thì nó tịnh bằng cái công thức là 1 chia cho 1 cộng L. Đây là cái ý nghĩa mà ta sử dụng L trong cái việc tính toán. Một là tính toán hệ số khuếch đại, hai là tính toán cái sai số tương đối. Còn nếu mà mình muốn tính cái hệ số khuếch đại mà dạng lý tưởng á, thì mình chỉ cần cái hệ số B thôi, 1 trên B. Như vậy là hệ số khuếch đại lý tưởng nó không phụ thuộc vào cái khuếch đại phía trên, mà nó chỉ phụ thuộc vào cái hệ số khuếch đại của cái mạch phản hồi về thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ví dụ. Ở đây nó có ví dụ, nó có 3 ý A, B và C. Ý đầu tiên là nó yêu cầu mình tìm một cái hệ số khuếch đại, find the log n, cần thiết để mà cái giá trị sai số tương đối này, GE này, nó nhỏ hơn 0,1%. Và ý B á, thì nó yêu cầu mình tìm cái hệ số khuếch đại A epsilon á, tức là hệ số khuếch đại vòng của cái mạch chỉnh á, để mà thu được G là cái A này này bằng 50. A bằng 50 mà nó có ghi thêm cái GE á,
Yeah. Thì có nghĩa là cái A này là cái A idea, A lý tưởng này. Và câu C á thì nó hỏi là một cái what is the actual value of A, tức là cái giá trị thực tế của cái A là bao nhiêu. Đấy. Và thường thì nó sẽ không đúng cái A lý tưởng này, nó sẽ bị sai khác cái một phần nào đó. Yeah. Nó sai khác cái nó mới tạo ra cái sai số tương đối GE này. Thì bây giờ nó trong IC này nó hỏi là how would you change B to make A bằng cái 50.0 exactly, tức là exactly là chính xác. Đấy. Nó hỏi có cái cách nào không để mình thay đổi, hay mình thay đổi cái B này như thế nào để làm cho cái A mà cái A actual value này, cái giá trị thực sự của A nó về đúng cái giá trị 50 này. Đấy, đúng chính xác, exactly là một cách chính xác. Thế nó có ba ý của cái ví dụ này. Chúng ta sẽ từng đưa cả công thức ra và giải quyết từng ý một. Thì cái ý đầu nó tìm cái hệ số vòng lặp đấy, loop gain cần thiết để cái GE này nó nhỏ hơn 0,1%. Tức là nó yêu cầu tìm cái giá trị L này này, đưa công thức tịnh như GE ra. Thì GE tịnh theo phần trăm ấy thì nó sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng L. Đấy. Thì ở đây mình thấy là nó cho biết cái giá trị gì? GE nó nhỏ hơn 0,1%. Thì mình sẽ suy ra được cái giá trị L này. GE nó nhỏ hơn hoặc bằng 0,1%. Thì tịnh vào đây, thì ta sẽ suy ra được 1 chia cho 1 cộng L thì nhỏ hơn 0,1%. Mình sẽ suy ra được L. L nó sẽ lớn hơn hoặc bằng là 999. Đấy. Đây là cái giá trị L yêu cầu phải lớn hơn hoặc bằng 999. L này là cái gì? L này trong tiếng Anh nó gọi là loop gain. Cái chỗ khuếch đại vòng lặp. Nó không có cái chữ close, nó có thêm chữ close ở phía trước ấy. Thì nó chính là cái hệ số khuếch đại A này này. Đấy. Về sang cái IB và nó yêu cầu ta tìm cái A epsilon để mà thu được cái giá trị A này là A lý tưởng bằng 50. Thì ta nhớ lại cái công thức A lý tưởng nó bằng A ID thì nó sẽ bằng equal 1 trên B á. Yeah. 1 trên B. Đấy. Thì yêu cầu mình sẽ tìm cái A epsilon nữa. Thì đầu tiên từ cái A idea bằng 1 trên B thì mình tịnh ra được B. Đấy. Là 50 cái này là bằng 1 trên B thì suy ra 1 trên B sẽ bằng 50. Thì suy ra được B bằng 0,02. Đúng không? Mà L á, ta thấy L là cái loop gain này này. Giá trị L nó sẽ bằng A epsilon nhân B. Mà B ta biết rồi. L thì nó lớn hơn 9 nhân 9. Ta suy ra được cái A epsilon này. Nó sẽ lớn hơn là 999 mà chia cho 0,02 thì cái biểu thức này nó khoảng bằng 50.000. Như vậy là cái hệ số khuếch đại A epsilon đó, nó phải lớn hơn hoặc bằng 50.000. Thì thông thường cả cái op amp ta thì nó thỏa mãn cái điều kiện này. Sang cái IC á là mình sẽ chọn. Đấy, IC nó yêu cầu mình tịnh cái giá trị thực sự của A, actual value of A. Thì để tịnh cái này thì mình sẽ phải chọn một cái giá trị B và A epsilon nào đó. Thì đây mình sẽ chọn những giá trị B thì đây mình 0,02. Còn cái A epsilon thì nó phải lớn hơn hoặc bằng 50.000 thì mình chọn nó bằng 50.000 đi. Thì từ hai giá trị này á thì mình phải nhớ lại cái công thức tịnh cái a thực tế của nó. Đấy. A thực tế nó tịnh bằng công thức là a thì bằng đầu ra chia đầu vào, tín hiệu ra chia tín hiệu vào 1 trên b nhân với a epsilon nhân b chia cho 1 cộng a epsilon nhân b. Đấy. Mà cái a epsilon là b thì mình biết rồi. Biết rồi. Mình thay vào đây thì mình chỉ tịnh được cái a lớn này. Nó sẽ khoảng bằng 49.95. Đây là cái A nó gọi là actual value đấy.
giá trị thực tệ của nó. Đấy, còn cái 50 là cái giá trị lý tưởng. Đấy, còn thực tệ nó là 49,95. Đấy, và vì vậy nó có một cái sai sai chỗ nào đó, đúng không? Sai chỗ đấy nó chính là sai chỗ GE, nó nhỏ hơn 0,1%. Bây giờ muốn cái A thực tế này này, nó không phải là 49,95 mà nó để đúng chính xác 50. Đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ lại phải thay ngược ở đây thôi, thay A bằng 50 vào đây. Đấy. Và cái A epsilon thì vẫn tính là 50.000, thì tính ngược lại đây thì ta sẽ tính ra được cái B. Đấy. Như vậy muốn A mà A actual value này, A thực tế này bằng 50 á, thì ta thay vào đây 50. Đấy. Và cái A epsilon thì bằng 50.000. Thì từ cái biểu thức này đây tính ngược lại B thì B nó sẽ bằng 0,01998. Đấy. Như vậy là cái hệ chỗ khuếch đại phản hồi á nó phải giảm đi một chút, nó bằng 0,01998 thì ta sẽ thu được cái giá trị A bằng 50, đúng chính xác bằng 50.